Hello, xin chào tất cả anh em trên kênh Bonsai Tập Sự. Hôm nay thì mình lại rảnh rỗi và thực hiện một pha cắt quyết định cho cái cây này. Cái cục này của mình thì nó có điểm gập quá nghệ thuật rồi, nhưng mà xưa mình tham quá, mình nuôi nó chạy dài ở đây thì bây giờ nhìn nó đần đượn quá, xấu. Chỗ đoạn trên này thì nó cũng gập đẹp đấy, nhưng mà thôi cắt đi. Mình cắt đến đây để lấy cái điểm gập này, chạy rất đẹp. Nhưng mà giờ mình cắt đi thì mình cũng không tháo ra ngay đâu. Mình cắt xong mình cứ để cho nó nuôi cái này, sau này mình tách ra, tại vì đây nó cũng áp sinh một xíu rồi. Sau này mình muốn cắt tách ra thì rất dễ. Còn cái này mình muốn nuôi cho nó cũng sống, bởi vì nó áp vừa áp sinh với cái thứ hai là nó có những cái rễ nó ăn xuống như này thì nó vẫn sống được các bạn. Thế nên là bây giờ mình sẽ thực hiện là cắt cái điểm mình cắt đi. Mình sẽ cắt đến khoảng chừng này. Cái này nhỏ nên là cắt cũng hơi khó. Giờ mình sẽ đặt máy và cắt. Bây giờ mình sẽ cắt nha. Phẫu thuật chỉnh hình. Giữ chặt. Mình cắt nó rời ra để cái đoạn cái chỗ tay mình cầm này, sau nó sẽ nảy mầm. Sẽ có mầm thôi. Cưa có vẻ hơi cù. Hy vọng là cái điểm áp sinh kia nó sẽ vẫn truyền nuôi được cái phần trên. Phần đấy thì mình cũng tận dụng thôi, chứ thực ra thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Chủ yếu là lấy cái đoạn nghệ thuật này. Này không được rồi. Mình sợ cưa mạnh tay nó trượt, nó rách xuống dưới này. Thế là dưới nó sẽ bị mất đường truyền xuống trên. Mình đứt rồi. Cái này mình mới cho lên chợ được có 2 tháng rồi. Ở đâu? 4 tháng rồi. Đứt rồi anh ạ. Mình cắt đứt rồi nha. Bây giờ đây mình quay cho các bạn, đã cắt đứt hoàn toàn rồi. Giờ mình đợi khi mà nó đứt này rồi thì hiện tại là cái thân cái cây này từ đây lên là nó không có một cái lá nào, và cây này mình sẽ phải cắt nước để cho nó tức nó ra lá ở đây đã, tại vì nó không có lá để nó thoát nước thì nó bắt buộc nó phải nảy mầm. Thì rất hy vọng nó nảy mầm đâu đó từ đây đến đây. Nhớ đâu nó nảy cả từ đây nữa thì buồn cười. Xem là đây nha, cả lần sau nên đứt rồi. Bây giờ mình chỉ cần cắt đứt cái điểm áp sinh này. Cái điểm áp sinh này là cắt là nó rời luôn, nhưng mà mình để cho nó nuôi để mình. Sau này mình lấy cái đoạn trên này được nha. Đợi cho cây nó khỏe xíu. Mình sẽ lấy cả ở trên cho những cái rễ đây, những cái rễ ở đây, những cái rễ này nó nuôi cái đấy, cho nên rễ nó ăn khỏe tí, mình sẽ nhấc nó ra đấy. Hôm nay video này chỉ có là một nhát cắt như thế thôi. Quên chứ, ở đây mình cũng phải cắt một cái miếng nhựa thì mình kẹp vào giữa này, không sợ nó đâm rễ, nó phá rễ ở cái chỗ đuôi này, sẽ cắn lại vào nhau rồi nó lại không lên mầm nữa. Hai anh em nhìn sọc xin qua này, này. Nhựa
kia chai Coca. Cảm ơn. Hy vọng là nó sẽ sớm nảy mầm và sẽ đón tin vui sớm. Khi nào nó nảy mầm mình sẽ lại báo cáo lại với anh em. Chia sẻ với anh em là nếu mà mình ép cho nó nảy mầm ở cái điểm nào đấy thì mình cắt đi, hoặc là mình sẽ cho nó trụi hết lá đi để ép nó phun mầm. Nhưng mà nếu mà để cho nó ép nó gọi là phải phun ra 100% thì phải làm bằng cách này. Nó sẽ nảy 100% bởi vì từ gốc lên đây là thân mà không có một cái lá nào để nó làm nhiệm vụ thoát nước cho cây thì nó bắt buộc nó phải nảy mầm thôi. Đây mình cũng có một cái cây này cũng đi đôi, đây là một đôi chưa là mình cho một làm một cây nằm một cây đứng, những cái điểm cong rất nghệ thuật. Cái này mình vẫn làm chưa có xử lý, không thì mới cắt giật tạm như này để cho vào chậu. Đây là cái cành giá là đang chơi toàn vài cây linh tinh. Đây mấy cái này hôm nọ mình cũng hình như các bạn cũng thấy ở đây ạ. Cành này mình cũng cắt ra cũng mới dâm nữa ra dễ trồng vào lại vào chậu. Lúc mình dâm xong mình trồng vào chậu cũng được 3-4 tháng nhưng mà vẫn phải buộc để cho nó cố định cây. Khi một cây nó mình trồng mà nó ra rễ mới, một cây bị lung lay nó đứt cái rễ mới là cây nó sẽ yếu rồi nó chết dần. Đây, cục này rất là sần sùi chú cục. Đang thèm nó ra mầm ở đây thì chắc nó không ra. Tạo thân u. Đây hứa của mình chơi tam đa 1, 2, 3. Đây là mầm tốt rồi này. Ok và mình xin kết thúc video này đây. Anh em nào thấy anh em like cho mình nhé, like đi để cho cái kênh của mình nó được đề xuất để cho tiếp cận được nhiều người xem hơn, để anh em mình cái cộng đồng chơi cây của mình nó được gắn kết và giao lưu với nhau rộng rãi hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.